Hello cả nhà nha. Vô chào mọi người đi. Chào mọi người. Vô xin chào bé Bo, xin chào mọi người. Em nó còn nhát đó mọi người. Mà hôm nay là ngày 17 tháng 3 ha mọi người. Ngày bé Bo đi vô phỏng vấn để mà xin visa Mỹ để đi theo mẹ ở Mỹ định cư á. Thì trước khi này đi thì mình muốn chia sẻ với mọi người một số là cái hồ sơ mà mình đã sắp xếp. Nó chỉ cũng đơn giản thôi. Là mình đã chuẩn bị từ bên ở nước khi bên Mỹ rồi mọi người, nộp hồ sơ vô NBC đồ này kia nọ, nhưng mà là những cái giấy tờ mà mình cầm theo khi mà mình đi chung với con gái mình vô lãnh sự quán phỏng vấn ha. Thì passport của hai mẹ con rồi xong rồi tụi mình có hình những tấm hình chụp chung nha mọi người đó, những cái tấm hình chụp chung mà hồi nhỏ thì đó, mọi người lấy ra một số tượng chung thôi, những cái tấm hình đó đi chung đồ này kia nọ đó, chụp chung mẹ con đồ mình gửi ra cũng đơn giản để cho họ coi. Đó là những cái tấm hình, rồi hình làm visa cho bé là hình 5x5 nha mọi người đó. Hôm nay mình đi với bé Ngân. Rồi những cái giấy tờ mình cầm theo đó là mình phải cầm cái thư mời phỏng vấn ha. Cái thư mời cái ngày hôm đó là hôm nay là ngày 17 tháng 3 mà tụi mình lên tầm 8 giờ nha mọi người. Nhưng mà sẽ đi trước, tầm 7 giờ mình sẽ đi trước, nhưng mà cái giấy này mình phải có. Rồi khi mình đi khám ở Chợ Gãy nha mọi người, họ có đóng cái mộc cho mình cũng cầm cái giấy đó theo luôn. Rồi cái passport của em mọi người, copy ra, copy cái passport. Rồi khi mà ở Chợ Gãy mọi người, người khi mà người ta khám xong á, hồi xưa khi Sơn đi làm phỏng vấn á, là nó gửi giấy về cho mình ha, nhà mình cầm một cặp hồ sơ để đi nộp khi mình vô phỏng vấn. Nhưng mà bây giờ là nó hiện đại hơn mọi người, nó đã nộp trực tiếp lên lãnh sự quán luôn rồi, mà mình chỉ cần cầm cái tờ giấy đi theo thôi, cái tờ giấy mà bên bệnh viện Chợ Gãy á, để đi theo mình để mà mình nộp đưa cho họ, họ scan cái mã số ra là họ sẽ biết mình là đó, cái giấy vậy thôi, họ scan ra họ sẽ biết mình là đã đi chích ngừa rồi. Rồi xong rồi sau khi chích ngừa là khám ở Chợ Gãy xong qua chích ngừa nó cũng nộp cái giấy vàng, là nộp trực tiếp vào giờ bằng điện tử không là rất là dễ nha mọi người. Còn cái nữa là bây giờ là mọi người muốn mà khi xong là mọi người phải lấy cái lịch hẹn làm cái nộp cái địa chỉ bằng cái đường bưu điện luôn mọi người, mà mình phải nộp rồi mình phải in ra cái giấy này luôn rồi mọi người, để mà khi mà mình đậu phỏng vấn cái visa nó gửi về mình phải có cái giấy đó khi đi phỏng vấn nha mọi người. Đó, và mình có hai cái passport, thư mời phỏng vấn DS về cái giấy của bệnh viện Chợ Gãy, rồi cái copy photo hộ chiếu của bé, rồi cái giấy mà mình xin cái này là giao nhận visa tại nhà mình, mà mình phải làm lên online, mình phải có cái tờ giấy này luôn mọi người, nó là mới mình phải làm online chưa nè. Còn một số giấy tờ là mình kèm theo là những cái này mình đã nộp trên NBC rồi mọi người, NBC rồi, mình có cầm theo là giấy khai sinh của mình ha, của bé luôn, rồi mình dịch ra vừa có tiếng Việt tiếng Anh, giấy khai sinh của mình, giấy khai sinh của bé Bo luôn mọi người, đó mình dịch ra hết luôn những cái giấy tờ mình cầm theo. Còn cái nữa đó là giấy cái kết hôn của tụi mình nè, rồi giấy chứng nhận in khơm của chồng mình, tại vì bảo lãnh là chồng mình bảo lãnh nha mọi người, rồi giấy chứng nhận làm ở công ty đó, những cái mà mình đã nạp ở trên NBC á, National, cái chỗ trung tâm chiếu khán quốc gia mình nộp trên website đó đó, rồi cái form I-684 là những cái form đó mà mình đã nộp là mình in ra hết rồi mọi người, rồi thuế năm 19, 20, 21 đó, rồi passport của chồng mình ha, đó. Rồi khi mà mình làm DS-160 á mọi người, cái DS này nó nhiều á, mình có thể in ra cầm theo, những cái giấy tờ cầm theo nó cũng khá đơn giản. Đó là những cái giấy tờ mình cầm theo, mình muốn chia sẻ cho mọi người, những ai mà sau này sẽ bảo lãnh diện con cái á. Mình là cái trường hợp của mình là con mình nó có mới 10 tuổi thôi, dưới 21 tuổi nha mọi người. Còn trên 21 mỗi tuổi thì mình không biết, nhưng cái diện của mình là IR2. Tại vì á, là người IR2 đó là con cái của người citizen của quốc tịch Mỹ. Khi mà mình làm hồ sơ này á, mình chưa quốc tịch Mỹ, mình chỉ có thẻ xanh thôi, mình mở cũng được. Nhưng mà mình để cho chồng mình, giống như là bé cũng là con stepfather á mọi người, là con của vợ á, cũng được chồng mình bảo lãnh luôn mọi người. Nó sẽ nhanh hơn, cái thời gian chờ đợi nó nhanh hơn. Nên đó là những cái
cái giấy tờ mà mình chuẩn bị cho bé đi vô cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì có nhiều người họ họ cầm theo cái như thế cái học bạ nữa, nhưng mà mình với bé Bo thì chưa có lấy được học bạ nên là mình không có cầm theo học bạ, nên mình cũng không không cần thiết. Nhưng mà để coi cái buổi phỏng vấn này nó sẽ như thế nào và ra làm sao, thì một chút xíu chia sẻ của mình, của hai mẹ con mình. Bé Bo còn nhát lắm, bé Bo chưa có dạng chiếc camera. Chào cô chú, chào anh chị ha, là những cái người mà sau này sẽ tìm hiểu về cái chuyện giống như là bé Bo. Mình có thể mở bằng thẻ xanh của mình, hoặc là mình mở bằng cái quốc tịch nếu mình có quốc tịch. Còn nếu mình không có thì mình sẽ kêu chồng mình mở cũng được. Thời gian nó sẽ nhanh hơn cái quốc tịch, nó sẽ nhanh hơn cái thẻ xanh. Dù sao cũng được hết đó, là đây là cái trường hợp của mình với bé Bo. Cô người cao lắm. Của mình với bé Bo, mình muốn chia sẻ để mọi người, những người đi sau á, sẽ có thêm một chút xíu kinh nghiệm ha. Thì mở hồ sơ đến khi phỏng vấn thì tầm 1 năm hơn thôi. Nếu mình chú ý hồ sơ thì tầm cái 1 năm thôi, 10 người cũng không có quá là lâu đâu. Tại vì bé còn nhỏ, nên mà thì nhỏ nó sẽ đi cho đi dễ hơn. Đó là một chút xíu chia sẻ với mọi người thôi. Là mọi hy vọng là mình không biết thì cái buổi phỏng vấn hôm nay sẽ như thế nào. Thì 8 giờ sáng thì mẹ con mình cùng giờ là chuẩn bị xong hết rồi, đi lên đó thì ở đường số 4 Lê Dĩnh cũng khá gần, nhưng mà tranh thủ là mình lên sớm mà mình xếp hàng vô trong sẽ như thế nào và làm sao, thì về mình sẽ chia sẻ cái video đó cho mọi người coi ha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà luôn dành thời gian để theo dõi những cái video của Sơn, của gia đình Sơn. Rồi sau này sẽ có bé Bo nữa, bé Bo sẽ đi qua theo mẹ và đi học hành như thế nào và làm sao. Mẹ học hành ra thế nào mà làm sao, thằng chị đang nói mẹ nó mày bắt. Thì xin chia sẻ một chút xíu cho mọi người nghe. Những người mà mình biết là những người mà trong cái tình trạng mà có con bảo lãnh đó, là tùy theo trường hợp mình đi theo chồng hay là mình đi theo vợ và con mình bị rớt lại vì những cái lý do gì á, Sơn là rớt lại thì Sơn không có dẫn con theo, là để mẹ nuôi. Rồi sau một thời gian ổn định thì Sơn dẫn. Thì cho trường hợp gì khi mà mình đã ổn định, có thể sanh, có quốc tịch rồi, mình quay qua bảo lãnh mình con mình hay mọi người. Thì hy vọng những ai mà trên đường cũng bảo lãnh con mình á, thì cũng sẽ đoàn tụ với gia đình sớm hơn, cũng như bé Bo hôm nay thì chưa biết kết quả có làm sao. Nhưng mà một chút xíu chia sẻ để sắp xếp hồ sơ cho của hai mẹ con mình chuẩn bị. Đây là hồ sơ là hầu như là mình với Leo mở từ bên Mỹ về tới Việt Nam. Đi phỏng vấn chích ngừa mình cũng chia sẻ với mọi người, nên những cái gì mình cũng đa phần mình cũng biết, mình chia sẻ cho những người đi sau, những người chưa có kinh nghiệm, để học hỏi chia sẻ lẫn nhau thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mọi người lại dành thời gian coi những video. Bé Bo, con thấy con sợ đi phỏng vấn không? Không. Cũng bình thường thôi. Đi lấy tờ, con đi lấy rồi con đi sale mommy ha. Ha, nó còn nhát lắm mọi người, chưa có quen với camera. Từ từ mình sẽ luyện cho bé Bo sẽ hết nhát, tự tin hơn. Lâu ngày không ở với mẹ, ở toàn là với ngoại không, nên là chưa biết như thế nào. Qua mẹ sẽ luyện dần cho, tập dần cho tự tin hơn. Đi học với bạn đồ này kia nọ, mình phải đi qua đó, đâu có bà ngoại nữa đâu. Mình lớn rồi, 10 tuổi rồi, đâu phải ít nữa đâu. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi những cái video của mình ha. Về theo chia sẻ của mình, thì nếu mà mọi người có những thắc mắc gì, có những cái nào mà mọi người không hiểu thì cứ nhắn tin, thì những cái đó mình biết được, mình sẽ chia sẻ cho những cái gì mình biết, mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Nên là bây giờ mình chuẩn đi á, mình nói cũng rất là gấp, thì có gì mình sẽ chia sẻ thêm. Đó là một cái số hồ sơ giấy tờ mình chuẩn bị để đi vô phỏng vấn. Là mọi người chỉ cần cầm cái tiệp này là đơn giản thôi, không cần gì hết trơn. Rồi mình show cho họ hay là họ hỏi cái gì đó thì sau buổi phỏng vấn mình sẽ biết ha. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video và một chút xíu chia sẻ, hy vọng là góp được sự hiểu biết cho mọi người trong quá trình mình tìm hiểu về mình để bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi ha. Tại vì mình cũng giờ mình cũng lo tập trung đi, nên là nhiều khi mình nói cũng không có tập trung lắm. Nhưng mà một số chia sẻ của mình hy vọng là giúp ích được mọi người, những người đi sau này sẽ bảo lãnh con qua Mỹ định cư ha. Ok, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người đi. Chào tạm biệt mọi người. Dạ, bye bye.